Tất tần tật về sự trưởng thành của Hắc Kiếm Sĩ Kirito qua các thời kỳ theo dòng thời gian Sword Art Online phần 1. Khái quát về xuất thân. Kiriga Iakaruto Kirito xuất thân trong một gia đình bình thường, bố thì thường xuyên đi công tác xa, mẹ là biên tập viên trong một tạp chí về máy tính, cậu có một em gái tên là Tsuruha hiện đang là học sinh cấp 3. Nhà Karuto cũng sở hữu một võ đường và ngay từ nhỏ cả hai anh em đã được ông nội bắt luyện tập kiếm đạo. Sau này Karuto đã tự lắp cho mình một con máy tính và với nó cậu đã phát hiện ra mình chỉ là con nuôi. Karuto bắt đầu bỏ luyện tập kiếm đạo và lao đầu vào thế giới ảo, lấy tên nhân vật là Kirito. Cái tên này được ghép từ chữ Kiri trong họ và To trong tên. Ngoại hình. Kiriga Iakaruto có hơi gầy, khuôn mặt có hơi nữ tính và đôi mắt đen, mái tóc hơi dài. Kirito trong game cũng giữ nguyên ngoại hình như vậy. Cả ngoài đời thường lẫn trong game cậu luôn xuất hiện với bộ trang phục full đen toàn thân, đó cũng là lý do mà mọi người gọi cậu với biệt danh là Hắc Kiếm Sĩ. Và đây cũng là bộ thương hiệu cực chất của Kirito. Ngoại lệ là lần Kirito tham gia vào vui huyết kỵ sĩ của Asuna, cậu mặc đồng phục của vui với hai màu đỏ trắng. Và một lần khác là khi Kirito chơi Ordinal Scale, trang phục của cậu lúc này có hai màu trắng và đen xen lẫn chứ không phải đen toàn bộ. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về Hắc Kiếm Sĩ Kirito qua từng giai đoạn gắn với từng thế giới game mà cậu tới. Endgrass SRO. Kirito là người chơi từ lần thử nghiệm beta của Sword Art Online. Cậu là người chơi đi được xa nhất game và cũng là người chơi có thời gian lâu nhất. Sau khi Sword Art Online chính thức phát hành, Kirito bắt đầu tham gia game và bắt đầu cày cuốc. Kirito làm quen với Klein là một người mới và dạy cậu ta cách chơi game sau khi KIA3 công bố SRO là game tử thần. Klein vì lý do có bạn trong game nên không đi cùng với Kirito được. Kirito trong thời kỳ này thường được nhận xét là người lặng lùng, ít nói, hạn chế giao tiếp, đôi lúc còn làm người khác cảm thấy khó chịu và bực bội. Tuy nhiên còn với bạn bè thì cậu là một người ngây thơ, trẻ con, đôi lúc thì điên lên và làm mấy trò ngu ngục. Dù thế, Kirito là người sẵn sàng xả thân vì bạn bè với châm ngôn tôi thà chết cùng họ, còn hơn đứng nhìn mà không làm gì. Thời kỳ này đã đánh dấu sự thay đổi của Kirito sau khi cậu chứng kiến cái chết của Wimon League Basket. Kirito lúc này đã lộ rõ bản chất yếu đuối về mặt tình cảm và dễ dàng bị cảm xúc chiếm lấy bản thân, lao mình vào những mối nguy hiểm. Kirito cũng lần đầu tỏ ra sợ hãi ngay trước khi đánh boss tầng 75. Kirito đã tỏ vẻ sợ hãi và muốn cùng Asuna đi trốn. Cậu không sợ trận chiến mà là sợ cảm giác mất đi Asuna, sợ mất đi những giây phút hạnh phúc trong đời.